Xin chào cả nhà của mình, xin chào. Biển xanh hôm nay rất là vui vẻ, cả nhà của mình có khỏe không? Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra được tất cả mọi chuyện. Cái video này rất là hay. Xin cả nhà của chúng ta hãy bỏ một chút thời gian để coi hết cái video này. Vì Biển xanh muốn đưa cho quý bà cô chú của mình coi. Rất là hay cái video này, Biển xanh cuối cùng cũng đã tìm được cái chân thật. Cái thật tên của chúng ta đã đi tìm kiếm. Thì cũng như Biển xanh đã nói rằng là Biển xanh sẽ cố gắng rất nhiều. Hôm nay Biển xanh rất là vui vẻ để mà trình lên với quý ông bà cô chú anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Và đồng thời Biển xanh cũng nhắc nhở cho quý ông bà cô chú nào đã quá mê muội tỉnh, hãy tỉnh lại đi. Đây là một cái sự thật mà quý vị đã cho rằng là bé Tường Lam là một vị Phật sống, một vì tái sanh, mà bé Tường Lam cũng thường nói rằng là bé Tường Lam là con của Bồ Tát, con của Quan Âm, đệ tử của Quan Âm, lính của Quan Âm. Quý vị còn nhớ rất là nhiều với những cái câu mà của bé Tường Lam nói, và người cha cũng đã nói rằng là bé Tường Lam học kinh kệ với mẹ từ kênh YouTube. Nhưng ngày hôm nay một sự rất là hay, và bé Tường Lam đã lên tiếng, đã nói rằng là bé Tường Lam là một đứa con nít bình thường chứ không phải là Phật Pháp gì hết. Thưa cả nhà nha, vì lý do gì mà Biển xanh nghĩ là bé Tường Lam nói những câu như vậy? Quý vị còn nhớ là mấy năm trước á, là con Ven á, thì kể như là nói cho đã đời rồi cuối cùng thì bị vạch mặt ra thì quá xấu hổ. Còn đây là một cái sự tập đoàn lừa đảo. Nhất là cái ông Hòa gì đó. Ổng ngồi, ổng vuốt đuôi, ổng nhắc từ câu. Ổng là một người mà đạo diễn mạnh nhất ở đằng sau lưng của một người mẹ của bé Tường Lam. Nha thưa cả nhà. Bây giờ Biển xanh đã coi hết những cái video mà của ông ta đi cùng chung với người mẹ. Và từ lúc đầu như thế nào. Cái sự dìu dắt, cái sự mà dẫn dắt, mà cái sự mà lường gạt cộng đồng để mà chuộc lại cho bản thân, thì đây là một cái đạo diễn của cái ông nội Hòa này chứ không ai ra hết. Bởi vì Biển xanh nói là, quý vị còn nhớ mà, cái video Biển xanh nói là nhìn cái mặt cái ông này là Biển xanh không thích rồi. Nói thật, mình không thích là mình nói không thích ha, mà mình cũng biết người ta không thích mình nữa, nhưng mà who care, không thích thì nói không thích. Mời cả nhà uống cà phê rồi mình sẽ cho cả nhà coi với những cái video mà hôm nay Biển xanh muốn đưa lên cho cả nhà, rất là hay nha. Ngon quá, mà uống cà phê còn ngon hơn nữa. Quý vị biết không, cái chuyến đi của Phú Quốc vừa qua thì họ đã sắp xếp tính toán rồi. Vì lý do gì mà họ cho bé Tường Lam lên để mà nói những câu này? Là tại vì họ muốn rút quân từ từ. Cái sự rút quân của họ, cái sự mà huấn luyện của họ, nó có một cái đầu tư. Để làm chi? Để khi mà họ rút quân thì cộng đồng, mà những ai mà còn tin tưởng mê muội á, không có ném đá vào họ nha. Là tại vì cuối cùng là thôi, tôi nói vậy cho rồi, tôi dạy bé Tường Lam nói vậy cho rồi, chứ bây giờ quá trời người nói rằng bé Tường Lam không phải là Phật, là thầy gì hết. Đó là một cái cách mà của họ đang tiến hành để mà làm trong cái công việc mà gọi rằng là đầu tư doanh nghiệp này. Vì tại sao Biển xanh nói là tất cả những người này đi đầu tư chứ không phải là đi làm thiện? Biển xanh sẽ cho quý ông bà cô chú của mình coi một cái video khi mà cái thái đoàn lường gạt này ghé vào cái quán, thì cô chủ quán có nói rằng là cô chủ quán không đủ khả năng cho 1.000 kg gạo. Nhưng cô quán này có thể cho được 200 lít gạo gì đó nha, để mà với mấy chục mấy trăm thùng mì để cho bé Tường Lam phát gạo. Nhưng mà cái lúc mà cái cô này cổ nói á, là cái ông Hòa này nhảy vô liền hỏi chứ rồi vậy giờ định cho nhiêu. Quý vị coi nè nha, cái sự mà kinh doanh
là từ chỗ này nha. Mời quý vị nghe, nghe cho kỹ với cái lời của ông Hòa này hỏi cái người Phật tử là bây giờ muốn cho nhiêu để mà tính liền ở trong đầu nha. Cái sự tập đoàn lừa đảo này bây giờ chúng ta đã nhìn thấy thật sự rồi. Mời cả nhà. Mà chưa chắc mình đã hiểu nhiều điều Phật pháp về hơn bé, cho nên thấy cảm nghĩ thấy bé nói những điều sâu sắc và mình cảm thấy mình sáng thắng bé, cho nên muốn phát nguyện cùng bé. Phát nguyện cùng bé. Hôm nay cô phát nguyện cùng bé cái gì à? Như thế nào? Ngày mai á, là con muốn phát nguyện cùng bé là trước tiên á, là con tịnh tài của con là không có đủ tài chính để gieo duyên lành cùng bé 1.000 tấn gạo, nhưng mà có thể là gieo duyên lành cùng bé 100 kg gạo và 20 thùng mì. Vậy đó ha. Dạ. Cho bé là. Nhưng mà tương lai sẽ đồng hành cùng bé sẽ tinh tấn hơn nữa. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Quá xá là vui mừng quý vị ơi. Dạ. Phải nói là khi rồi bắt đầu khi mà dẫn bé Tường Lam vào, khi mà nghe nói mà cho bao nhiêu ký gạo bao nhiêu mì đó, thì bắt đầu thò cái tay lôi bé Tường Lam lại nha. Vì lúc đó đem bé Tường Lam ra để làm một vị Phật sống, để cho càng tin tưởng hơn, có thể là muốn nhận thêm gạo, nhưng tới đó là hết của người ta rồi, cho nên á lỡ rồi nhận luôn, nhiêu thì ra nhiêu, từ từ đi lường gạt chỗ khác, chỗ này lường gạt không được thì tiếp tục đi chỗ khác. Rồi quý vị coi nha, coi cái video này, quý vị mình còn nhớ là bé Tường Lam hồi người mẹ nói là 2-3 tuổi là đã nói chuyện với ông Địa, với ông Thần Tài rồi. Vậy thì bây giờ bé Tường Lam bước vào nhà của cái cô này, cô này nói con ơi mang dép vô đi, không cần bỏ dép nè, Tường Lam ở đây có ông Địa, ông Thần Tài nè. Quý vị nghe lại coi cái bé Tường Lam nói như thế nào. Một cái sự mà huấn luyện cho một đứa trẻ rất là hay. Phải nói là tập đoàn lường gạt này huấn luyện đứa trẻ rất là hay thưa cả nhà. Vì tại sao Biển Xanh nói là lường gạt mà huấn luyện rất là hay? Đứa trẻ không thể nào mà dùng ra được những cái câu đó mà liền tại chỗ, mà khi mà người chủ nhà kêu bé Tường Lam chỉ cho bé Tường Lam coi ông Địa, ông Thần Tài, thì bé Tường Lam quất lên liền. Là tại vì sao? Cái sự dạy dỗ. Nếu mà có kêu con vô thì con phải nói như vậy, đừng có vô. Là tại vì khi mà con vô á, thì người ta, người chủ nhà sẽ bắt con nói chuyện với ông Địa, với ông Thần Tài cho chủ nhà nghe. Thì tới chừng đó là nguyên cục nợ đổ ra hết, cho nên bé Tường Lam nghe lời không dám vô. Mời cả nhà cùng coi cái video, coi cái bé Tường Lam trả lời với cô chủ nhà này như thế nào gì về cái câu mà ông Địa, ông Thần Tài. Xin mời. Về cái chèn này của Huyền nè. Dạ. À, coi như là... Không sao, không sao, con cứ mang dép vô nhà. Gặp bé Tường Lam chị phát tâm. Phát tâm 100 kg gạo và 20 thùng mì. Vô đây nè, Tường Lam. Ông Địa, ông Thần Tài. Ở đây rồi. Ở ngoài đi cho nó sáng. Ở đây. Ở ngoài sáng chị, ngoài sáng rồi ha. Rồi hai dì cháu rất là dễ thương ha, thấp thấp máy xuống và thấp thấp xuống. Rồi đây là những tấm hình lưu niệm của chị chủ quán sinh tố pháp danh là Diệu Lan. Dạ. Cảm ơn chị. Quý vị thấy không? Đó cũng là một cái mà bằng chứng cho chúng ta thấy được là một cái sự việc mà bài mưu lập kế dạy cho đứa con nít. Nhưng mà cái ông Hòa này là cái ông mà thường xuyên ngồi gần với bé Tường Lam, lúc nào mà quay phim là từ lúc mà có ông này vào á, là cái ông này là cứ dìu dắt bé Tường Lam, người mẹ không có còn gần gũi bé Tường Lam nữa. Quý vị mình có thấy, có để ý những cái đó hay không? Vì cái ông này á, là một cái ông mà gọi rằng là nịnh bợ vuốt ve xạo nè. Chắc có lẽ cái ông này là cái ông mà đang giữ tiền, đang mua đất, mua cát, mua nhà gì để chuẩn bị xây cho Tường Lam. Chắc cũng sắp sửa đủ rồi để được căn nhà che nắng che mưa. Cho nên á, bây giờ bắt đầu muốn rút quân từ từ. Quý vị thấy. Rồi bắt đầu đã vậy rồi còn ngồi khoe khoang nữa nè.
khoe khoang nói rằng là bé Tường Lam như thế nào. Bé Tường Lam ăn chay niệm Phật. Rồi bé Tường Lam trả lời như thế nào? Nhưng quý vị nhớ nha, quý vị nhớ nghe dùm kỹ dùm em. Ở đằng sau lưng của bé Tường Lam, trước khi bé Tường Lam nói ra, là ông nội Hòa này nhắc hết, nhắc từ đầu đến cuối, nhắc từ chữ từ câu. Phải nghe cho kỹ. Muốn mọi người niệm Phật, muốn mọi người ăn chay, phải như thế nào? Ông Hòa ngồi đằng sau nhắc hết. Mình sẽ cho quý vị nghe để mà biết được cái chân tướng, cái mặt thật, cái mặt giả của những kẻ lường gạt cộng đồng. Xin mời cả nhà. Đứng trước những cái tình thương yêu của tất cả quý bà con khán giả gần xa trong và ngoài nước, hiện giờ thì rất là yêu mến bé Tường Lam. Như vậy thì con có gì để nhắn nhủ gửi gắm đến tất cả quý cô bác mình qua cái con đường tịnh độ, cái con đường niệm Phật tu hành ạ? Con rất yêu mến các tất cả chúng con, mọi rất người, yêu mến cô bác. Tất cả cô bác và cô chú. Nhưng mà mấy bà cô chú ghé niệm Phật và cùng con chắp tay cùng con niệm Phật để mà mình hưởng phúc. Mời bà con cô bác cô chú mình chắp tay niệm Phật đi. Rồi quý vị thấy sao? Quý vị có nghe lại cái khúc đó không? Thấy không? Rồi bắt đầu nói làm sao? Bắt đầu bây giờ lên nói rằng là cha mẹ của bé Tường Lam á là thật sự là ở dưới miền Tây. Nhưng mà vì chức vụ mới về Bình Dương ở. Ông Hòa ơi, ông có bị khùng không vậy? Hôm nay á, tôi chính thức tôi nói chuyện với ông chút xíu. Ông hỏi kỹ lại người mẹ của bé Tường Lam tại sao đang làm ở dưới quê với tỉnh gần nhà ngon quá mà không làm, dạy trường lái mà không làm. Tại sao phải về dưới Bình Dương vậy ông? Ông có biết ở trong câu chuyện đó là cái gì ở trong kia không? Tại sao mà bị đuổi không? Bị đuổi đó, chứ không có còn chức vụ gì nữa. Ông lên ông gỡ cái chữ đó xuống giùm tôi một cái. Ông nói người ta là chức vụ, nghe mà phát ị à. Ông á, bởi vậy quý vị nào mà bị lường gạt rồi á, thì càng bị lường gạt thì quý vị sẽ càng giàu nghe, thì quý vị sẽ càng bị gạt lương. Với cái tập đoàn mà gọi rằng là tập đoàn lừa đảo này, họ sắp xếp rất là hay. Nha. Để em cho cả nhà nghe coi cái ông này ổng nói về vấn đề gì, mà người cha người mẹ ở đâu, rồi hiện bây giờ đang làm cái gì nha. Mời cả nhà. Bình Dương rồi cha mẹ làm công chức, cho nên nó là cũng chưa bao giờ thuộc sấm giảng cúng lại giáo lý của Đức Thầy. Như vậy thì đứa bé mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà thuộc hết những cái bài cúng của Đức Thầy, thì nơi đây chúng ta cũng tán thán cho bé, tạo một cái động lực, một cái niềm vui, xem như đây là một cái mầm non của thế hệ trẻ. Thì tất cả quý cô bác chúng ta hãy yêu thương nhau, san sẻ để mà giúp đỡ, đồng hành với những cái việc lành, việc thiện, việc phải. Bởi vì giáo pháp của nhà Phật dung nhiếp chỉ có 3 điều. Thứ nhất là làm hết các việc lành, tránh tất cả những điều độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Hay là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội, xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đó, quý vị nghe chưa? Chức vụ cha mẹ của bé Tường Lam là làm chức vụ, không có dạy bé Tường Lam. Không có dạy bé Tường Lam mà tự động bé Tường Lam biết nha. Vậy thì xin hỏi quý ông bà cô chú của mình, người cha của bé Tường Lam đã lên tiếng nói rằng là người mẹ đã học kinh kệ từ YouTube. Rồi người con ngồi kế bên, người con học cùng chung với mẹ nha. Rồi người con thuộc nhanh hơn người mẹ. Vậy mà cái ông nội Hòa này nè, ông đội bé Tường Lam lên trên đầu. Bây giờ không biết như thế nào đây, rồi sắp xếp như thế nào, chắc có thể là cũng đủ tiền rồi,
cho nên dạy bé Tường Lam nói với những câu như vậy nữa. Chứ bé Tường Lam không thể nào. Vì bé Tường Lam chỉ là một đứa trẻ bình thường, cũng như Biển Xanh đã nói rất là nhiều lần, bé Tường Lam không phải là con của Bồ Tát, con của Quan Âm, lính của Quan Âm gì hết. Nhưng mà đây là một cái sự mà dạy dỗ, một cái sự huấn luyện đầu tiên là huấn luyện của một người mẹ. Rồi người mẹ đi về quê ngoại, quê nội mới gặp nguyên cái đám mà lường gạt này. Bắt đầu họ mới sắp xếp một cái chương trình. Từ lúc mà họ sắp xếp cái chương trình thì bắt đầu quý vị thấy là cái ông hòa này gần gũi bé Tường Lam nhiều hơn là người mẹ. Có đúng không? Bé Tường Lam đã thường dỗ ngực xưng tên. Bé Tường Lam là con của Quan Âm, lính của Quan Âm, đệ tử của Quan Âm. Vì lúc đó chưa gặp ông hòa này. Thì người mẹ đã dạy cho bé nói những lời này. Nhưng ngày hôm nay, ông hòa đã thu xếp được bao nhiêu tiền của cộng đồng đã đóng góp rồi. Thì bây giờ chuẩn bị có được căn nhà cho Phật của ổng che nắng che mưa rồi. Cho nên bây giờ muốn rút lui từ từ mà không bị chửi. Chứ không phải như là cô Ven ngày xưa rút cái đọp cái 3 tỷ bị chửi, còn ở đây làm như vậy để cho quý ông bà cô chú nào mà vẫn còn mê muội, vẫn tiếp tục sùng bái và mê muội bé Tường Lam. Đó là một cái cách mà tập đoàn lường gạt lừa đảo này đã sắp xếp trong cái chương trình. Biển Xanh sẽ cho quý ông bà cô chú của mình nghe lại một khúc, một chút xíu thôi, chỉ có mấy chục giây, là lúc mà người mẹ huấn luyện người con. Thì người con nói là người con là ai, rồi Biển Xanh sẽ tiếp tục chia sẻ. Trời ơi, sao cái não con nó thông minh ghê ta, thấy tùm lum ha. Để nó biết về Phật Pháp. À, Phật Pháp. Con là con Quan Âm, lính của Quan Âm, đệ tử của Quan Âm à. Con là lính của Quan Âm hả? Đệ tử của Quan Âm lận. Trời ơi, đệ tử của Quan Âm. Lại lính của Quan Âm nữa. Quan Âm có khi nào hiện ra rồi nói con phải làm này là làm kia không? Đi cô nói con rồi. Nói sao? Nói con nói là con bé này là lính của Quan Âm, đại tử của Quan Âm, lính của Quan Âm. Đi cô nào nói vậy? Đi cô ở trong chùa. Hôm bữa con cha mẹ vô chùa mẹ nói đi cô rồi đi cô mới nói vậy. À, chắc là đi cô thấy con đẹp quá, đẹp như Quan Âm nên là nói là con là lính của Quan Âm đó. Quý ông bà cô chú của mình cũng đã nghe là bé Tường Lam đã nói rằng là bé Tường Lam là con của Quan Âm, lính của Quan Âm, đệ tử của Quan Âm lận. Cho nên những cái kinh kệ gì bé Tường Lam biết từ trong đầu. Nhưng mà cái video mà vừa qua Biển Xanh đã cũng đã đưa cho cộng đồng của chúng ta coi. Và coi từ khúc cũng y như cái video này. Vì Biển Xanh muốn đem hết sự thật ra để cho quý ông bà cô chú nào mà đã quá tin tưởng thì xin hãy giác ngộ lại, tỉnh lại đi quý ông bà cô chú ơi. Còn đây là một sự thật mà chúng ta đang chờ đợi, mà cũng là một sự thật mà đau lòng cho quý vị nào đã tin tưởng là bé Tường Lam là một vị Phật sống, một tương lai của bé Tường Lam là Như Lam Phật gì đó. Bây giờ bé Tường Lam đã được một cái sự huấn luyện chỉ giáo của một người thầy mà bé Tường Lam này gọi rằng là ông hòa. Để coi bé Tường Lam này nói những lời gì. Ở đây là một lời nói rất rất là chính xác và rất là hay. Mời quý ông bà cô chú, những anh chị em nào mà tin tưởng bé Tường Lam thì hãy vào đây nghe những cái lời chia sẻ của bé Tường Lam, cái khúc này. Rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp tục. Vì Biển Xanh muốn cho quý ông bà cô chú anh chị em sáng mắt, tỉnh mắt và tỉnh lại. Xin mời.
cũng có một số quý bà con gần xa, người ta hay bàn luận là cho rằng con là Phật, là Bồ Tát tái sanh, hay là một cái đề cao con là một cái vị thiên thần nào đó. Thì theo quan điểm của bé Tường Lam thì như thế nào con? Con là bé Tường Lam bình thường chứ không phải là thiên thần hay là gì hết. À dạ. Vậy đó ha. Dạ. Con là bé Tường Lam bình thường. Dạ. Chứ không phải là thiên thần Phật Bồ Tát tái sanh gì hết đúng không con? Dạ đúng rồi. À, thưa với quý vị, như vậy thì hôm nay xin công bố và nhắn nhủ gửi gắm đến với tất cả quý bà con cô bác mình gần xa là bé Tường Lam một lần nữa xin nhắn nhủ gửi đến quý vị mình là bé Tường Lam chỉ là một đứa bé Tường Lam bình thường thôi, chứ chẳng có phải là Phật hay là... Cuối cùng chúng ta cũng đã thấy được và nhận được với những cái lời từ miệng của một đứa trẻ bình thường, chứ không phải như mà quý vị cho rằng là Phật sống, Phật tái sanh của quý vị. Ngày hôm nay Phật tái sanh, Phật sống của quý vị đã lên tiếng, đã cho quý vị biết là Ngài là một đứa trẻ bình thường, chứ không phải Ngài là Phật sống, Phật sanh gì của quý vị tôn thờ hết. Còn về cái phần mà quý vị có nghe lời của cái ngày Phật sống của quý vị á, mà bố thí gạo cho tiền để mà Phật của quý vị có được căn nhà che nắng che mưa, đó là một cái sự ngu dốt của quý vị. Quý vị gán chịu nha. Còn bây giờ Phật, bây giờ thì Phật tương lai của quý vị cũng đã thành công trong 70% rồi nha. Quý vị mình ơi, làm ơn tỉnh lại. Tỉnh lại giùm một cái đi, biển xanh muốn đưa lên cho cộng đồng mình biết. Chứ không phải biển xanh mà moi móc một đứa trẻ. Biển xanh muốn đứa trẻ trở về với một cái tuổi thơ. Nhưng mà thật sự bây giờ đứa trẻ bây giờ khó mà trở về với tuổi thơ. Vì lý do gì? Vì những cái câu chuyện vừa qua, 90 ngày vừa qua quý vị đã ơi, đã nhồi vào đầu của một đứa trẻ. Bây giờ đứa trẻ bây giờ không còn là đứa trẻ bình thường nữa. Rất là nhiều quý ông bà cô chú cộng đồng mạng đã cho biển xanh biết một cái bình luận, nói rằng là tương lai là một đứa trẻ này không phải là đứa trẻ bình thường. Mà đứa trẻ này nếu mà tiếp tục trong cái chương trình này thì đứa trẻ sẽ trở thành rằng là bán trời không mời thiên lôi. Nói thật. Vì tại sao biển xanh dám nói? Biển xanh có thể nhìn ra được, hiểu được. Tại vì mình không có ở trong cái dòng đó. Còn quý vị đang bị nhốt trong cái dòng. Quý vị không có thấy được ở phía ngoài của những quý ông bà cô chú khác. Cũng như biển xanh đã nhìn thấy quý vị đang bị nhốt vào trong cái dòng. Thì khi mà chúng ta đã lọt vào trong cái dòng thì chúng ta không biết chuyện gì ở ngoài kia. Nhưng ở ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy được, người ta hiểu được rằng là quý vị đang bị lường gạt, đang bị gạt gẫm. Vậy bây giờ biển xanh xin hỏi quý ông bà cô chú nào nào quá tin tưởng về bé Tường Lam nè. Bây giờ bé Tường Lam đã lên tiếng nói rằng là bé Tường Lam không phải là một vị Phật sống gì hết, không phải là Quan Âm gì hết, không phải rằng là Thành Đồng gì hết, là một đứa trẻ bình thường. Vậy thì cái ngày mà người mẹ và người con đã nói cho cộng đồng biết là phát 1.000 kg gạo để cứu vớt lại bà ngoại, khi mà bác sĩ nói rằng là bà ngoại chỉ còn có một tuần nữa là đi chầu Diêm Vương. Thì như vậy, cái sự mà cúng kiến của bé Tường Lam, cái sự mà bé Tường Lam nói rằng là bao nhiêu quân lính đứng ở ngoài cầu kia để mà chờ bà ngoại. Cho nên biển xanh nói rằng là bao nhiêu cái quân lính đứng ở ngoài á, là chờ đi cầu cá tra, chứ không phải là chờ rước xác bà ngoại của con. Nhưng đây chỉ là một người mẹ dạy cho một người con, nói rất là thành thạo về cái câu xạo láo. Quý vị thấy. Rồi như vậy á, người mẹ dựng lên câu chuyện hay là sao? Người mẹ dựng lên câu chuyện nói rằng là bà ngoại chỉ còn có một tuần nữa là đi. Vậy người bác sĩ nào xác nhận rằng là bà ngoại còn một tuần nữa là đi chầu Diêm Vương? Rồi cái sự mà của tụng kinh niệm Phật
để cầu siêu cho bà ngoại là bé Tường Lan đã nói. Những cái video đó đâu? Thời điểm đó là đã có YouTube rồi, đã có TikTok rồi nha. Rồi nói rằng là cầu xin cho bà ngoại, bà ngoại mới, cái phổi đã trong, đã sáng. Như vậy mà quý vị cũng tin được. Phật tái sanh nào của quý vị mà xuống đây, hiện xuống đây để mà đòi căn nhà che nắng che mưa mà quý vị lại tin, quý vị lại đem hết cái lòng tin của quý vị, đem hết tiền của quý vị để mà xây nhà cho Phật. Cái tiền của quý vị làm những cái chương trình này, quý vị đi ra ngoài đường, ở ngoài chợ rất là còn nhiều những cô bác, anh chị ăn xin, cục giò, cục tai rất là nhiều. Họ một cái sự mà họ cần sự giúp đỡ của quý vị rất là nhiều. Còn rất nhiều những anh em của tận cùng của xã hội nằm ở ngoài kia đang chờ quý vị giúp đỡ. Chứ không phải quý vị có tiền mà quý vị nghe những cái lời mà phóng đoán như vậy mà quý vị đi tin tưởng và đổ hết những cái tiền của quý vị vào trong cái Phật online này là một tập đoàn lường gạt quý vị. Hôm nay Biển Xanh chỉ cho quý vị thấy được cái chân thật. Cái chân thật, cái lời chia sẻ của Biển Xanh không phải rằng là mỉa mai một đứa con nít. Biển Xanh xin nhắc lại. Nhưng mà ở đây Biển Xanh chỉ muốn giúp cho cộng đồng. Những quý ông bà cô chú anh chị em nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng bé Tường Lam thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết được là sự thật nó não nề cho quý vị nào đã tin tưởng. Chứ còn đối với chúng tôi thì chúng tôi đã biết trước rồi. Nhưng chỉ có quý vị quá mê muội, quá mê tín dị đoan. Người Việt Nam của chúng ta rất là mê tín dị đoan. Nói xin lỗi chứ sáng sớm mà mở cửa hàng ra mà cầm đồ lại để đổi một cái thử cái nó đốt phong lâm te tua hết. Đó là một cái cách mà của người Việt Nam của chúng ta rất là tin tưởng về dị đoan. Cho nên á, Biển Xanh ở quê xa, không gần gũi quê nhà, nhưng Biển Xanh lúc nào cũng nhìn về quê nhà để Biển Xanh có được cái tiếng nói, giúp cho quý vị có được một tiếng nói, cùng chung tiếng nói với quý vị, để cho quý vị nhìn thấy được những cái chân thật, những cái xảo trá. Chứ còn đối với Biển Xanh, Biển Xanh còn rất nhiều công chuyện, chứ không có phải rảnh rỗi mà lên đây để mà đưa cho quý vị mỗi ngày. Nhưng mà Biển Xanh rất là bức xúc vì cộng đồng của chúng ta, vì một người, một con sâu làm sầu nồi canh. Lỡ có một ngày nào mà có một đứa trẻ thật sự, nó là một người kính kể thật sự, cần sự giúp đỡ của đồng bào, cần sự giúp đỡ của quý ông bà cô chú, thì quý ông bà cô chú lại bỏ qua. Là tại vì quý ông bà cô chú đã bị gạt một hai lần rồi. Thì nhưng mà cái người mà thật sự cần quý vị giúp thì quý vị lại gạt nước mắt, bỏ qua bên lề đường. Còn đấy là một cái tập đoàn lừa gạt mà quý vị lại bị gạt gạo. Thì có phải rằng là một cái đứa trẻ kế tiếp là thật sự là kính kệ, thật sự là một cái gì đó, nhưng mà thật sự không có Phật nào mà tái sanh về trở lại với cái nơi này hết đó, thưa cả nhà. Nhưng mà ý Biển Xanh muốn nói rằng là thí dụ như bây giờ quý vị đi ra ăn xin, gặp ăn xin ở ngoài đường, một người họ giả làm ăn xin để họ gạt quý vị. Quý vị cho rồi quý vị mới biết được là cái người đó là giả, thì từ đó quý vị sẽ đau lòng không cho người ăn xin, hứa trong lòng. Nhưng bỗng một ngày có một cái thằng ăn xin kia thật sự nó là tận cùng của xã hội, có bằng bao nhiêu năm trời, mà nó cần sự giúp đỡ của quý vị, chỉ có 2.000 đồng tiền Việt Nam để cho quý vị cho nó mua một cái bánh cam, một cái bánh ú ăn thôi, để nó sống qua ngày. Quý vị bỏ, quý vị không cho nó, vì quý vị đã nghĩ rằng quý vị bị gạt rồi. Có phải rằng cái sự mà lạnh lẽo của quý vị để mà giết đi một mạng người cũng vì cái tập đoàn lừa đảo này, có phải không quý vị? Biển Xanh muốn quý ông bà cô chú anh chị em nào tin tưởng mà bé Tường Lam á là một vị Phật sống, làm ơn nghe hết những cái video này thì hiểu được những cái chân tình của Biển Xanh muốn gửi đến cho cộng đồng chúng ta. Thì hôm nay thì những cái gì mà Biển Xanh đã tìm ra được sự thật
thì biển xanh cũng đã đến, gửi đến cho cả nhà của chúng mình rồi. Cảm ơn rất nhiều đã lắng nghe và ủng hộ kênh và đăng ký kênh để biển xanh cũng có cái tiếng nói để mà phục vụ cho cộng đồng. Nhưng mà biển xanh cũng chưa có dừng lại cái câu chuyện này, vì biển xanh muốn tất cả sự thật nó phải lòi ra tiếp tục nữa. Thì khi nào mà có các anh em vào cuộc rồi thì mọi chuyện nó ra ánh sáng, thì biển xanh sẽ tạm chào và hẹn tái ngộ với quý vị. Còn bây giờ thì biển xanh vẫn tiếp tục theo dõi trong cái câu chuyện của bé Tường Lan. Cảm ơn rất nhiều với sự yêu thương của quý ông bà cô chú. Xin hẹn lại với video kế tiếp. Cuối tuần chúc cho gia đình của chúng ta được một ngày cuối tuần hạnh phúc, im ái bên người thân, nấu ăn vui vẻ, uống bia đừng chạy xe, có chuyện gì thì cũng mệt lắm nha. Xin chào, hẹn gặp lại.